lâu keo măng co 65-70. Đó, hy vọng quay đời nó có nhiều hợp đồng hơn đây. Dễ nó có sáng sinh mới không, chỗ khác nó bị làm không kịp. Trong nhà mình đây mình bán khách không đâu, mình mới ổn đơn, cái đơn Nguyễn Tiến ra rồi hả? Hả? Cái đơn cắt lái ra rồi hả? Nguyễn Tiến ra hôm qua rồi. Này, cò này. Ok không? Coi thử anh khò cái vỏ này tính ra chưa được 2 phút á. Làm quen rồi là thấy nhanh không? Đơn giản gọn. Thank you.